Hello, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong Mô. Thì tiếp tục hôm nay mình sẽ update uh, cho anh em về cái dự án Nốt Coi ha. Đó. À, thì uh, đấy, đầu tiên là mình sẽ vào cái trang Twitter à, uh, của dự án Nốt Coi. Rồi đây, thì ở đây uh, mình sẽ cập nhật một số thông tin mới trên dự án này ha. Rồi ở đây là Pro, có lẽ là không có gì. Rồi. Đó. Rồi tiếp tục ha. À, uh, cái game <laughs> một cái Twitter cái đây 13 giờ mình sẽ đọc các cái bài đăng của nó ha Ồ vâng chúng tôi bắt đầu đốt nó của các tài khoản không hoạt động 30 ngày qua hả vì vậy đối với những người chưa mở nó vào tháng 2 tích tắc tích tắc đó thì đây là một cái thông tin rất là quan trọng ha có nghĩa là nó sẽ đốt những cái tài khoản nào mà không đăng nhập trong vòng một 30 ngày trở lại đây nha anh em lưu ý đây là thông tin cực kỳ khẩn cấp Đối với những anh em nào mà chưa có uh, nghĩa là bỏ lỡ hoặc là mấy nay là mình không có đào nó coi thì mình quay lại liền ha. Nếu như anh em ngưng khai thác trong vòng 30 ngày thì những tài khoản của anh em sẽ bị uh, đốt nha. Đây, uh, sẽ đốt nốt coi của các cái tài khoản mà không hoạt động trong vòng 30 ngày nha. Đó, thông tin rất là quan trọng luôn. Rồi, tiếp tục thông tin tiếp theo. Bạn đã khai thác được hầu hết các nốt coi rồi các bạn ạ. À tất cả đều là miễn phí cho đến cái cuối cùng khi bạn yêu cầu nốt của mình sẽ không có thêm à, khoản tiền nào được đút nữa. Sau đó giai đoạn tiếp theo sẽ bắt đầu. Sản phẩm mới sẽ được giới thiệu cho bạn và hàng triệu người khác tất cả trên toàn tôn blockchain và Telegram. Đó. Thì đây là thông tin là cái nốt coin này cũng sẽ chuẩn bị là nó sẽ khai thác à, hết à, em nha. Đó, đã bạn đã khai thác cái hầu hết là các nốt coi rồi nè. À, tất cả đều miễn phí ha. Cho đến khi cái cuối cùng. Đó. Khi bạn yêu cầu nốt của mình á. Thì sẽ không có thêm khoản tiền nào được đúc nữa. Nha. Đó. Thì cái dự án nốt coi này. Hiện tại nó đã đúc. Cũng khá là nhiều rồi ha. Và khả năng là trong một vài thời gian tới á, Thì dự án này nó sẽ ngưng khai thác. Cho nên là những anh em nào. Để biết đến dự án này. Thì tranh thủ để mạnh. À, anh em khai thác cho mạnh vào ha. Đây là một dự án cực kỳ tiềm năng trên cái à, à, hệ sinh thái là ton blockchain luôn ha. Rồi. Rõ ràng không phải là một tội ác thương ai. Thì đây là một cái video nó chia sẻ về cái à, à, khai thác coi ha. Rồi tiếp tục tiếp thị trước B2B cho nó coi chuẩn bị sẵn sàng với tôn của bạn sẽ sớm mở thì anh em lưu ý là khi anh em tham gia dự án này thì anh em cần phải chuẩn bị cho mình đăng ký cho mình cái ví ton của dự án này ha đó thì đây là một cái bước rất là rất là, rất là cơ bản và quan trọng để sau này mình sẽ nhận uh, những cái phần erop uh, của mình ở trên cái ví này nha rồi để mình xem thì có thông tin nào quan trọng hơn nữa không những người vượt qua sa mạc và núi non thực hiện từng bước một điều này làm cho mọi điều tuyệt vời và con người đã trở nên đẹp đẽ hơn không có mẹ gian lận không có mánh khuế và không phải là vợ vàng mọi thứ mà nốt coi sẽ trở thành trong những năm tới sẽ kiếm được nhiều tiền Đó. về cơ bản là như vậy ha thì cái thông tin rất là quan trọng là những anh em nào mà đã ngưng khai thác mà gần một tháng nay mà chưa vào á, thì anh em mà tranh thủ vào lại là khai thác lại ha Nếu không anh em là cái tài khoản của anh em bị đốt. À, rất là quan trọng nè. Đó. Rồi anh em còn phải tạo cho mình cái ví tôn ha. Trong tham gia dự án này thì anh em còn phải tạo ví ton Thì đây là một dự án cực kỳ tiềm năng. Thuộc hệ sinh thái Ton Blockchain ha. Một dự án rất là tiềm năng và hiện tại là nó vẫn chưa... À, ra cái đồng coi của nó. Tuy nhiên mình nghĩ đây là một cái uh, dự án sẽ bùng nổ rất là, là 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 dữ dội trong năm 2024 anh em nha. Đây là một dự án rất là bí ẩn đó. Rồi thì mình quay lại cái uh, cái trang mà anh em khai thác. đó Thì hàng ngày anh em vào anh em khai thác ha. Rồi anh em sẽ claim những cái đồng uh, do cái con bot nó tự động đào cho anh em. Ha. Đó. Thì uh, con bot này nó sẽ tự động đào cho anh em khi mà anh em uh, đang ngủ ha. Còn khi mà anh em thức dậy thì anh em vào anh em khai thác bằng tay à, thủ công ha để anh em tăng thêm cái số nốt của mình. Thì đây mình có một cái à, anh em vào phần ơn này, ở đây nó có một cái nhiệm vụ rất là đặc biệt luôn. Đây, nhiệm vụ đăng ký trên sàn Binance. Đó, thì khi mà anh em đăng ký trên sàn Binance anh em sẽ có được à, được thưởng là 3 triệu à, nốt coi luôn nè, phần thưởng rất là lớn luôn ha. Thì anh em sẽ kết vào đây. Anh em làm cái nhiệm vụ này nha. Đó, nhiệm vụ này cái thưởng rất là lớn luôn, 3 triệu coi luôn. Đó. Thì rồi tiếp tục này, thì anh em bấm vào đây ha, anh em hoàn thành từng bước này để anh em có cái tích xanh ở đây. Thì anh em bấm vào anh em kết hợp anh em làm những cái bước này. Rồi anh em quay ra. Đó. Đó. thì những cái bước này thì anh em follow cái trang À, dự án của nó ha rồi cái bước 3 anh em cũng bấm vào đây xin up có nghĩa là anh em cần phải đăng ký cái tài khoản sang và vượt qua kc ha rồi tiếp tục à, khi mà anh em vào cái uh, <laughs> cái sàn anh em đăng ký á, thì những anh em nào chưa có cái tài khoản của sàn á thì anh em xuống phòng mô tả video kích vào cái link đăng ký ha mình có đỡ cái link đăng ký à, sau đó anh em sẽ đăng ký cho mình một cái tài khoản của sang à, và anh em thực hiện kc cho mình ha đó. À. Rồi, sau đó anh em sẽ tiến hành là bấm vào cái nội submit do Binance OAD này. Rồi anh em sẽ mở cái trình duyệt Chrome lên. Đó, anh em mở lên. Rồi. Thì ở đây nè. Ha, à, ở đây này mình mới lưu ý là anh em sẽ đầu tiên anh em sẽ điền cái thông tin Telegram của, của anh em vô thì nó có cái biểu mẫu như là t chấm mi này nó giống như ví dụ trên này này thì anh em copy trên trên này ha anh em copy cái này này sao chép anh em sau đó anh em xuống anh em dán sau đó anh em chỉ chỉnh sửa lại cái cái tên username của anh em ở phía sau này ha đó bỏ chữ e cầu vào đi đó ừ. rồi. rồi sau đó anh em sẽ À, xuống đây anh em sẽ điền cái UID của cái sàn Binance nha UID của sàn Binance thì à, để mà lấy được cái UID sàn Binance thì anh em vào cái sàn Binance rồi anh em vào cái dấu bên tay trái à, góc trái phía trên màn hình ha trái phía trên đó thì anh em sẽ thấy được cái phần là ID này thì anh em sẽ sao chép ấn vào sao chép cái mã ID này ha đó sau đó anh em sẽ vào anh em dán vào cái mục này đó mục này sau đó anh em bấm chữ gửi là được ha đó thì lúc đó anh em sẽ đăng ký điền form thành thành công nha đó thì sau khi anh em đi, điền form thì nó sẽ duyệt trong vòng 7 ngày đó. thì cái số nốt coi nó sẽ được phân phối cho anh em trong vòng 7 ngày làm việc nha đó rồi đó như vậy ha thì đây là một cái phần thưởng rất là lớn luôn cho nên là anh em tranh thủ làm ha À, chỉ việc là anh em đăng ký cái tài khoản sàn Binance và cái xe thành công là được nha. Đó, rồi nó cái phần thưởng này nó chỉ phân phối trong vòng 7 ngày. Rồi ngoài ra thì có những cái phần thưởng a uh, hoặc là Web3 trên đây thì anh em kích vào khai thác ha, anh à, em uh, chỉ tiến hành làm nha. Để về cái cách mà anh em nhận cái phần thưởng của những cái uh, nhiệm vụ trên đây thì mình đã hướng dẫn cho anh em rồi ha. Đó thì anh em tranh thủ vào làm. Thì đây là một dự án a uh, uh, Notcoin, uh, phải nói là rất là bí ẩn ha và rất là tiềm năng luôn. Đó, một con cái một cái dự án rất là bí ẩn hiện tại nó chưa ra chưa ra cái đồng coi của dự án này luôn ha đó, nhưng mà nhưng mà theo mình nghĩ thì đây là một dự án rất là ok và xịn sò luôn em nha cho nên là những anh em nào đã biết đến cái này thì anh em tranh thủ khai thác cho mình đó và tích trữ cái coi của mình càng nhiều càng tốt anh em nha thì anh em có thể thấy được cái động thái mà anh em có thể thấy được cái nhiệm vụ mà đăng ký sang bên đây nè thì mình nghĩ khả năng cái dự án này nó lít sang banen cũng rất là cao nha cho nên là nó có một cái nhiệm vụ đăng ký sang banen ở đây này à, rất là ok ha cho nên là đây là một cái dự án bí, bí ẩn luôn mình hiện tại cũng những cái thông tin về dự án này á, thì nó cũng chưa ra cái đồng coi nào chính thức ha à, tuy nhiên là anh em cứ bắt đầu khai thác hiện tại cái dự án này nó chuẩn bị nó kết thúc rồi. À, cái số uh, nó coi nào được cũng sẽ bị ngưng khai thác ha à, cũng nó cũng gần là hoàn thành đầy đủ rồi nha cho nên là những anh em nào chưa biết đến dự án này thì cũng có thể là xuống phòng mô tả video xem là cái video mình hướng dẫn anh em cách đăng ký. À, rất là đơn giản ha, anh em chỉ cần có cái tài khoản Telegram à, và anh em sẽ kích hoạt vào nút Star và kết hoạt và anh em khai thác. Anh em hàng ngày anh em bấm vào, anh em chỉ cần kích vào cái biểu uh, tượng ở giữa đây để anh em khai thác ha. Đó, rồi cách thức khai thác uh, tăng tốc độ thì mình cũng đã có làm video rồi. À, những anh em nào chưa biết đến thì anh em xuống phòng mô tả video xem lại ha. Rồi ok thì à, video này xin kết thúc. Nếu thấy video thì cho mình một chút like để ủng hộ video. Những anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký, chọn nút chuông bên phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.